Vừa qua, đêm diễn thứ hai của lễ hội âm nhạc Hò Dô đã mang đến cho khán giả nhiều cung bậc cảm xúc. Bên cạnh những phần trình diễn bùng nổ của sao Việt, mọi chú ý đều đổ dồn về nhóm nhạc K-pop có thành viên người Việt Tempest. Lần đầu tiên lưu diễn tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhóm chỉ có 6 thành viên vì một thành viên gặp sự cố sức khỏe. Bên cạnh đó, thành viên Tere không may gặp chấn thương ở mắt nên xuyên suốt buổi diễn, anh chỉ có thể ngồi trên sân khấu góp mặt trong các phân đoạn riêng. Trong phần trình diễn kéo dài gần 1 giờ đồng hồ, Tempest đã mang đến sự phấn khích tột độ cho hàng nghìn khán giả. Nhóm đã trình diễn loạt ca khúc đình đám của mình gồm Virum Virum, Dangerous, Can't Stop Shining, Test the Feeling, Die, Freak Show, Raise Me Up. Vì là thành viên người Việt duy nhất nên Hanbin trở thành người dẫn dắt phần trình diễn của Tempest, đồng thời làm phiên dịch viên cho các thành viên khác khi tương tác cùng người hâm mộ. Trong phần giao lưu với khán giả, ngoài những câu chào và lời giới thiệu bản thân bằng tiếng Việt, Tempest còn hào hứng chia sẻ trong thời gian ngắn đã có chuyến food tour thưởng thức được kha khá món như bánh mì, bún chả, bún đậu, phở, mì tôm. Nhiều người dễ dàng nhận ra niềm đam mê mãnh liệt ẩm thực Việt của các chàng trai được ảnh hưởng ít nhiều từ chính người anh cả Hanbin Ngô Ngọc Hưng. Đặc biệt, trên mạng xã hội, các thành viên của nhóm còn không ngừng bày tỏ sự yêu mến của mình đến mảnh đất hình chữ S này. Thậm chí, anh chàng Hyeong Shap còn chia sẻ rằng Việt Nam vui quá, đất nước của Hanbin hạnh phúc quá, càng khiến fan thêm phấn khích. Bên cạnh đó, hành động đốn tim khán giả của Tempest không chỉ dừng lại ở việc post ảnh chung hay sự xuất hiện của chiếc nón lá mang đậm tính dân tộc mà còn phải kể đến nhóm trưởng Lưu với lời hứa về lần gặp mặt tiếp theo tại Việt Nam với đầy đủ 7 thành viên. Chúng tôi cũng mong sẽ được đến Việt Nam thường xuyên để gặp gỡ cũng như được trao đổi với các bạn fan hâm mộ. Trong tương lai gần, Tempest cũng hy vọng sẽ có một concert được tổ chức riêng tại Việt Nam, đại diện nhóm chia sẻ. Hanbin Ngô Ngọc Hưng cũng tiếp lời ngay sau rằng lần tới chắc chắn vui hơn nữa. Ngoài ra, Hanbin bày tỏ niềm tự hào vì lần đầu tham gia show diễn đầu tiên tại Việt Nam với vai trò một ca sĩ K-pop. Anh nói bản thân đã đạt được ước mơ tuổi trẻ nhưng muốn thành công hơn nữa bằng cách rèn luyện, nỗ lực không ngừng. Tôi luôn cố gắng để giới thiệu đến các thành viên trong nhóm điều tốt đẹp nhất trong chuyến về nước lần này. Tôi hy vọng mọi người sẽ có những trải nghiệm thú vị, ấn tượng về cảnh sắc, con người Việt chúng ta. Anh nói, gia đình Hanbin gồm mẹ và chị gái cũng có mặt dự sự kiện. Mẹ của nam ca sĩ nói, trước đó đã từng được xem con trai biểu diễn trong một concert tại Hàn Quốc. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên gia đình được xem Hanbin biểu diễn trên chính quê hương của mình. Mặc dù chỉ ở Việt Nam vỏn vẹn 2 ngày, nhưng Tempest đã cùng khán giả Việt tạo nên nhiều khoảnh khắc đáng nhớ. Sau khi hoàn thành đêm diễn, sáng sớm ngày 24 tháng 12, Hanbin cùng Tempest ra sân bay Tân Sơn Nhất để trở về Hàn Quốc. Nhiều người hâm mộ cũng có mặt để chào tạm biệt các chàng trai. Không ít fan tỏ ra tiếc nuối và bất ngờ vì thời gian Tempest ở Việt Nam chưa lâu và chưa có dịp thưởng thức hết cái đẹp ở nơi này. Trên mạng xã hội, fan vẫn quyến luyến đêm nhạc của nhóm. Nhiều fan bất ngờ khi vừa ngủ dậy đã nhận tin Tempest về lại Hàn. Một số fan bình luận mong bắt nhóm đem về để các chàng trai ở lại với VIE lâu hơn. Trước đó, fan đã bắt gặp 6 chàng trai xuất hiện cùng camera trên đường phố Thành phố Hồ Chí Minh. Người hâm mộ đồn đoán Tempest có lẽ sẽ có một vlog đặc biệt tại Việt Nam. Trước đó, IE fandom của Tempest ở Việt Nam cũng cho thấy độ chịu chi lẫn chịu chơi khi thực hiện nhiều dự án đặc biệt chào đón thần tượng.